Truy cập ngay shophiếulb.com từ ngày 12 đến 14 tháng 6, săn sale giữa năm, linh hoạt viết nào. Rồi, chúng ta tiếp tục với lại hành trình đi trồng cây thôi. Dạ, chúng ta không có chơi súng nha mọi người. Chúng ta không có chơi súng nha, chúng ta chỉ chơi cây bông ăn thịt thôi. Go. Let's go, let's go. Chào mừng mọi người đến với nông trại của tôi. Trời, cái con nhúng rồi mọi người. Bogo zombie. Cái con nó nhúng mình vô chắc nó nhúng qua đầu luôn á. Không biết cái con bông ăn thịt nó có cạp được con nhúng nó không nữa. Chơi rồi mới biết. Let's go. Mấy ông cứ yên tâm, mấy ông cứ yên tâm. Ôi, vậy là cái này nó càng ngày nó càng sát. Đáng lý mình phải lấy cái đèn á mọi người. Vậy mình nên lấy cái đèn á. Mà mấy ông yên tâm, mấy ông cứ yên tâm. Tôi chơi qua cái này mình không có mang theo cái đó mà. Zombie ra. Con zombie ra ngõ trên. Hên quá. Tự nhiên chơi lại, mấy ông nghĩ sao vậy? Mấy ông nghĩ sao vậy? Tôi qua được, tôi thắng được, mấy ông cứ yên tâm. Một là thắng, hai là mình thua thôi. Trời, sao mấy cái con nấm này sao nó đẻ lâu dữ trời. Còn bên dưới, không sao, mình có su hào. Mình có su hào nha mọi người. Mình sẽ thắng bằng kinh tế. À, cái con kia nó đi ở dưới, hên quá, vẫn thấy đường. Đấy, lấy cái này, phải lấy cái đèn ha. Mình không lấy cái đèn nó hơi cực á. Mình không lấy cái đèn, mình hơi sai một xíu rồi. Không sao, đến lúc mình có bông ăn thịt rồi. Rồi, nắm mình bự rồi, thắng rồi. Ok, tôi vẫn lo liệu được nha mọi người. Mấy cái này nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của em yếu, mọi người cứ yên tâm. Trời, nó nhúng qua luôn á hả? Ôi rồi, vậy nó có nhúng vô luôn không? À, nó nhúng qua được luôn mọi người. Nó nhúng qua trái bơm của mình luôn, nó nhúng qua cái này luôn. Vậy cái đó phải làm sao? Có đèo. Vậy cái đó có cái gì mới cản được? Vậy thì mình lấy su hào. Đúng rồi, mình lấy su hào. Mình đè nó chứ sao nữa. Ồ. Thank you.
không cạp được mọi người ơi. Mày hả con? Mày nhúng nữa đâu coi. Mày đi đâu? Nhúng nữa tao coi, nhúng nữa tao coi. Mày hả mày? Cái này đáng lý là nãy phải lấy đèn á mọi người. Lấy cái đèn mình mới rọi, mình chơi mới dễ được. Sai lầm của mình. Ôi mà mình vẫn qua màn được, ok. Vẫn thắng thôi, vẫn thắng như bình thường. Rồi cái 500 này là cái gì đây? Cái 500 này là nó để nó hút cái con quỷ gì nhúng nhúng đúng không? Cái 500 này là để nó hút con nhúng đúng không? Đúng không mọi người? Theo như tôi nghĩ là vậy, tại tôi chưa chơi cái này. Hút sắt, hút nó đúng không? Ôi nó còn có bong bóng nữa hả? Bong bóng lần này mà nếu mà cái bong bóng đó mà mình không mang cái quạt á là mình còn phải có cái kia. Mà nếu mà mình mang theo cái quạt á thì mình không được mang theo cái đèn. Ôi trời ơi. Mà lấy đèn thì mình không có cái để thổi cái quạt. Muốn phá được cái bong bóng thì phải lấy xương rồng. Hay mình khỏi mang cái nổ ta. Mình khỏi còn mang cái nổ đi. Mình lấy theo cái đèn ngon hơn á. Su hào. Rồi mình cần phải có bơm nổ chậm. Bơm nổ chậm này, cái này là bắt buộc rồi nè. Nếu mà mình lấy đèn vậy mình đâu, mình cũng phải lấy cái con quạt hả ta. Lấy cái con quạt thì đâu cần xài đèn. Thôi lấy bơm nổ đi. Không sao. Không sao mọi người. Mình bui đội hình là đội hình ăn thịt mà. Đội hình này là đội hình cứng của tôi luôn rồi đó. Mình không có chơi súng, Hiếu không có chơi súng mọi người. Không mà Hiếu có cái này rồi, cho nên là cái này nó thổi cái con xương rồng đi. Cái con này nè, nó thổi cái con bong bóng đi nên mình không có sợ, không sao hết. Cái con này nó thổi cái là bay luôn con bong bóng mà mọi người. Quan trọng là mình phải có tiền kìa, có tiền, phải có tiền. Cái quan trọng nhất của mình vẫn là tiền. Ôi, nó đi xuống dưới rồi hả? Không thấy. Ôi, cái này chắc phải tốn 50 tiền rồi, phải tốn củ su hào rồi mọi người ơi. Đặt bom. Nó không có bay lại. Hello Hoàng Hiếu nha, hello em. Thổi cái là nó bay luôn à. Hiếu gặp con đó rồi mà, tôi gặp nó mấy lần rồi. Cái giờ tôi sợ là tôi sợ cái con nhúng kìa. Mà cái con nhúng thì nó lại sợ cái củ su hào của tôi. Nên là không sao, mình vẫn ổn. Cái sương mù này càng ngày nó càng sát luôn á ha. Hay quá, nó bự lên rồi mọi người. Ok, bự hết rồi. Giờ tới lúc bui xương rồng thôi. Tới lúc bui cái bông ăn thịt thôi. Ôi, có con dưới nước rồi kìa.
Dưới nước với chúng tôi, dưới nước với chúng tôi. Lại có một con xuống dưới nước nữa. Con này ở trên, con này nó đi ở trên. Thì chắc phải lấy Su Hào cản rồi. Cái bơm nổ không kịp rồi. Mình có 3 hàng đấm rồi, đủ sống rồi. 3 hàng đấm này là đủ xài rồi mọi người, dư luôn á. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Vẫn sống, vẫn ổn, vẫn thở được. Không có gì luôn. À, quá giàu. Rồi đến lúc giờ hưởng thụ cuộc sống rồi mọi người. Giờ là đến lúc hưởng thụ cuộc sống á. Bong bóng, con bong bóng kìa. Nè nè, thổi cái đi luôn nè. Mất tiêu thấy không? Khắc chế được con bong bóng luôn. Giờ quá giàu. Trời, con nhúng với chúng tôi nè. Cạp không được đúng không? Cạp không được thì bỏ Su Hào vô thôi. Nhúng với chúng tôi. Rồi sao thua? Chơi vậy rồi sao thua? Quá giàu có luôn má người, chơi hệ tiền. Chúng ta có thể thắng bằng tiền hoặc chúng ta có thể thắng bằng rất nhiều tiền. Cạp được đúng không? Cạp được hết luôn á. Còn hai con này ở trên đây thì có hai cái củ khoai lang này rồi. Đây rồi, mình cần trái bơm. Đi. Đấm nhau còn mình hiểu rồi không nha con quỷ ơi. Khá là bạn Tai Gusora, khá là fan. Khá là bạn Văn Nguyên, chào bạn Mon Giác Thiểu Năng. Khá là em con nhà tài phiệt, đúng chất là con nhà tài phiệt đúng em. Giàu có thôi rồi luôn. Trời ơi, bông ẩn thịt của tôi càng ngày nuôi nó càng hơi lết lết ra bên ngoài luôn á mấy fan. Quá giàu. Càng ngày mình càng nuôi bông ẩn thịt lớn ra ngoài luôn. Cho Su Hào đè mày nè. Thank you.
nhìn không đẹp. Trời ơi, cái này cần gì phải sắp đẹp chứ không đẹp trời. Su Hào ơi. Rồi, Su Hào không kịp rồi. Mày khạp tới cái củi. Cái nhà tôi toàn bông ăn thịt không hết trời. Ôi, nó ăn xuống tới dưới rồi hả? Không thấy. Không thấy luôn á trời. Quên. Ok chưa? Ok chưa? Chúng ta có thể thắng bằng tiền, hoặc chúng ta có thể thắng bằng rất nhiều tiền. Trời mưa. Lập 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 lập. Ủa mưa thì sao? Ủa mọi người. À à, cái này thì chúng ta đặt súng mà. À không có thấy đường. Ô đồ. Cái bơm kinh này để làm gì đây trời? Trời ơi, là bí ngô để cho nó ăn thôi đó hả? Không có thấy đường đâu, là chúng ta không có đặt nước, không có đặt súng được. Trời, cái con đó là súng ở dưới nước chứ. Ủa sao biển này làm gì đây mọi người? Trời, do mình không có chơi súng á nên bây giờ mình không có biết là súng nào mới bắn được dơm luôn á. Ủa cái sao biển này để làm gì vậy ta? Không có thấy đường luôn rồi sao qua mạng. Này chắc thua rồi quá. Chắc này mình phải mất một cái một vài cái bánh xe rồi đó mọi người. Chứ nó không cho Hiếu súng, nó toàn cho Hiếu mấy cái đầu thủ không à. Hình như cái ngôi sao này nó quýnh được. Cái ngôi sao nó bắn được. Cái ngôi sao là súng đó hả? Trời ơi, tại do tôi không chơi nên tôi không có biết đó. Cái ngôi sao đó là súng đó mọi người. Và cái ngôi sao đó nó bắn ra 4 tia luôn. Đây nè, ngôi sao nó tự bắn kìa. Trời ơi là trời, có biết đâu trời. Biết là ngon rồi. Giờ hy vọng là vẫn khắc phục kịp lỗi lầm của mình. Ừ, hên hên, tôi vẫn đỡ nổi nha mọi người. Không, tới đây là thắng rồi. Tại do hồi nãy không có biết về cái cơ chế của cây xương rồng á. Giờ mình có thêm cái ngôi sao nữa rồi nè. Đặt xấu quá fan, tôi chịu rồi fan ơi. Tại đó giờ mình đâu có chơi súng đâu fan, nhớ không? Hiếu toàn bui cái bông ăn thịt không à, cho nên là tôi không có biết. Trời, nó cho bí ngô mà nó cho quá trời luôn hả? Quá trời là bí ngô luôn. À, sao mình không cho một cái bí ngô ở đây ta? Một cái bí ngô che cái này lại.
Không nhớ, không nhớ vị trí. Trời quá trời là cái xương rồng luôn. Có con nào xài bong bóng mà bị thổi nữa nè. Có con bong bóng không? Có con bong bóng không? Lộ diện đi. Tao thổi cái đi luôn. Còn con nhúng nữa. Ủa sao không có con nào là bong bóng hết vậy ta? Nó không có mấy con bong bóng mọi người ơi. Ôi chết. Đây nè, đây nè, đây nè, thấy rồi. Ôi tôi hút cái con nhúng lại rồi mà sao nó vẫn nhúng ra được vậy? Ờ à, nó chết rồi, nó chết rồi mọi người. Nó chết rồi, nó chết rồi. Đọc comment đi Hiếu, người ở này đang chơi sao đọc nữa trời. Hello bạn tôi là One Head, chào fan, chào bạn Đào Hải Đăng, hello em. Hello Lê Chí Nguyên, hello bà, hello bạn Anh đây, chào fan. Kè con bong bóng kìa, chuẩn bị thổi nó đi nè. Ôi có con thợ mỏ nữa kìa. Mày tính bay vô nhà tao hả con? Chết chưa, nó có cái con kia. Cái con nổ, cái con âm bơm. Con xương rồng nó bắn được kìa mấy bà. Chết chưa, nó có quá trời con bong bóng luôn. Nó có quá trời con bong bóng luôn. Vươn lên. Má ơi, cái đồ thổi của tôi đâu rồi? Cái đồ thổi của tôi đâu rồi? Đồ thổi gió của tôi đâu? Tôi cần đồ thổi gió. Rồi, nó đi vô luôn rồi. Cái mình bị mất hai cái bánh xe, mình mất một cái bánh xe lên đây rồi. Mà thắng rồi đúng không? Trời ơi. Nice. Qua màn rồi đó mấy fan. Không đặt mấy cái cây bí ngô vô má nó tức. Nãy đáng lý là mình dễ thắng luôn á. Tại tôi xài hết mấy cái gió thổi rồi đó. Đặt bí ngô vào làm súng tạo giáp. Cái màn này nó hơi khó tại vì nó màu đen mọi người, với lại nó không có cho Hiếu bông ăn thịt. Hết là bạn Minh Thùy nha chào fan. Nhưng mà tôi vẫn thắng nha. Hiếu mới chơi mà mọi người căng vậy. Gì đâu buồn. Nếu mà tôi bui súng á thì dễ thắng lắm. Mấy ông thử mấy ông bui giống tôi đi là mình không xài súng. Cái nào mà nó có thể bắn được mình không xài. Cái gì nữa đây? Rồi cái gì sao mình sống trên lầu nữa nè mọi người. Rồi có con bum gầy zombie gì nữa nè. Rồi cái thử nha. Mình thử là mình chơi cái này mà mình không lấy súng đây. Như hồi nãy luôn. Ê hình như mình được cho thêm một cái slot nữa. Cho thêm một cái slot vậy mình lấy cái
cái hai cái bông hoa hướng dương hả ta? Hình như là cái thổi này là thổi cái con đu dây được rồi đúng không? Rồi chiến thôi mọi người. À cái con đó nó cướp cây hả? Không sao, cướp cây thì không sao. Tại vì nó chỉ cướp những cái cây tiền của tôi thôi à. Không sao đâu, nếu mà nó cướp cây thôi thì bình thường. Không nhầm nhò gì luôn á, không sợ. Tôi không có chơi mấy con bắn. Ồ, là nâng cấp từ con một bông lên thành con hai bông à. Bà yên tâm, tôi là người chơi hệ tiền mà. Tôi sẽ thắng bằng rất nhiều tiền. Ôi nhưng mà cái này hơi khó để bui cái kia nha. Bui cái này hơi khó để bui cái bông băng thịt á. Ủa cái này nó hồi nãy hình như nó cho anh lấy cái chậu bông mà đúng không? Nó có cho mang theo chậu bông không ta? Ủa cái gì vậy? À cái đó là ăn cắp đó hả? À cũng được. Chết, nó lấy luôn cái chậu bông á hả? Ở đâu? Con này mất dạy mày. Nó lấy luôn cái chậu bông đi sao đỡ. Con này láo nhờ. Con này nó láo nhờ. Tôi tưởng là nó chỉ ăn cắp cây thôi mọi người. Ai dè nó ăn cắp luôn cái chậu luôn chứ. Con này chơi vậy nhìn là biết không giòn. Vậy đâu cần lấy cái nổ đâu. Cũng không có cần lấy khoai tây luôn á. Màn này không cần khoai tây. Vậy lát nữa tôi bỏ khoai tây, tôi bỏ cái nổ luôn. Mình lấy theo cái mang thêm chậu á. Giờ mấy ông thấy tiền tôi giàu á, rất là giàu luôn. Người chơi hệ tiền mà mọi người. Cạp, trời ơi, trời ơi là trời. Trời ơi, rồi tới đây, tới đây, tới đây mấy đứa ơi. Come here. Ra đây hết đi. Rồi nó cướp cái chậu này. Ôi nó còn thả thêm zombie xuống nữa kìa, mất dạy quá vậy. Người chơi hệ tiền luôn á mọi người. Đúng chắc là người chơi hệ tiền luôn á. Đây. Chúng ta lấy được cái chậu nha. Vậy là không cần lấy khoai tây đâu. Nếu không cần lấy khoai tây. Khoai tây cùi quá. Continue. À mình sẽ lấy được thêm slot đúng không?
9 slot. Ôi da, cái này đắt quá. Slot out nè, không đủ tiền rồi mọi người ơi. Con mèo tới 10.000 tiền lận hả? Không đủ tiền rồi. Hiếu có 4.000 mấy tiền à? Ít quá à, 4.300 tiền rồi mọi người. Nó có nhiều quá. Mấy cái nó đắt quá. Má ơi, có con nhúng nữa nè. Ở đây đây đây, yên tâm, để đó cho tôi, để đó cho tôi. Chúng ta không cần lấy khoai tây. Chúng ta lấy chậu bông. Ôi, vẫn còn dư slot rất nhiều nha. Mình dư slot nhiều quá nè. Mình dư slot nhiều quá. Không hiếm quốc à, hay là đã nó không có lấy súng mà, khổ quá, mình không có chơi súng. Bắp cải, bắp cải là cái nào, là cái này hả? Cái này là bí ngô, cái này là bí ngô, mà bắp cải là cái nào? Lấy bí ngô còn bỏ cây vô được nữa. À, nghĩa là cái này hả? Ồ, xịn vậy. Mình lấy bí ngô mình còn bỏ vô được nữa hả? Bắp cải xanh là cái nào? Cái này hả? Cái dưới này hả? À, mà nó bắn được đúng không? Cái cây này nó bắn được đúng không? Cái con này nó bắn được thì không có lấy đâu. Cái con này bắn thì mình không có lấy, tại Hiếu không có chơi súng. Mình không có chơi súng. Không chơi súng. Cái nào là súng là Hiếu không có lấy đó. Ném chứ không có bắn gì ném nữa. Nó chọi, không chọi là tính rồi, nói chung là gây sát thương là tính đó. Nói chung là chọi 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 ném ném bắn lửa bắn đồ này nọ mình không lấy. Bây giờ chắc phải cầm củ khoai lang quá à. Mà cái củ khoai lang là cái không có cần luôn á. Nhưng mà bây giờ mình đặt chậu được thì chắc phải cần á. Mình đặt chậu được thì chắc mình cần phải cần khoai tây. Let's do it, go. Ôi chết mẹ. Cái màn này đâu có bóng bay đâu đúng không? Màn này nó không có bóng bay. Mày nào có bóng bay mới sợ, chứ còn không có bóng bay không sợ. Không có súng về sao hay khó thì đó, thử thách của mình là vậy á. Thử thách của mình là chơi không súng phá đảo. Thua 200%. Nói chung tôi chơi á, mấy fan nào tôi nghe mấy fan nói tôi thua rất là nhiều lần rồi. Mà từ trước giờ có thua lần nào đâu. Trước giờ chơi cái đội hình này không có thua luôn á. Trời, vào bà cố luôn á. Vào bà cố luôn. Trời ơi, tiền kìa, tiền nó vô kìa, trời ơi, tiền nó vô, tiền nó vô. Đây rồi, con nhúng, hên quá tôi có đặt chậu ở đó trước.
Nhúng, nhúng, tao cho mày nhúng. Nhúng hộ tao cái nữa mày. Trời ơi, quá trời giàu rồi mấy bà ơi, quá trời giàu luôn rồi. Quá trời là giàu có luôn. Lát nữa chắc tôi chiếm hết luôn cái lãnh thổ của mấy cái con zombie này luôn quá. Ê, chết mẹ nó nhúng kìa. Nhúng. Nhúng với chúng tôi. À, nó chôm cái này, nó chôm cái này. Ghê, cũng ghê đó. Trời ơi, người chơi hệ giàu, người chơi hệ giàu. Giờ giàu có quá rồi, giờ sao giờ? Giờ càng ngày càng nở rộ ra bên ngoài rìa thôi. Chứ giàu quá. Trời ơi, vậy cho nó thiệt mấy con zombie sao nó đỡ nổi tôi trời. Giờ giàu tới mức giàu tới, trời ơi, giàu tới mức mà không thèm lụm tiền luôn á trời. Trời, ủa nó thả mấy con zombie xuống kìa. Nó làm khùng làm điên với tôi chứ.
ghê vậy ta trời ơi. Tính ra là ban đầu nó cho tôi 3-5 hàng đúng không, mà tôi chơi dần dần tôi hả mát luôn cái hàng ở bên ngoài luôn, tất cả chỉ bông với bông thôi, chỉ là bông với bông thôi đó nha. Rồi giờ nó cho tôi thêm cái này nữa nè, nó cho tôi thêm cái này nữa, cho thêm trái bắp nữa nè. Má đội hình bất bại luôn á mọi người. Game tuổi thơ mấy fan, game này tên là Plan and Zombie nha. Anh Hiếu ơi cho em xin tiền đi karaoke tay vịnh nên Hiếu hồi nãy anh quịch. Em ơi, anh giờ anh già rồi, em đi karaoke tay vịnh anh đi được á. Phải vịnh không ơi, anh té. Nó có bắt thang nữa kìa mọi người. Cái con bắt thang này nó làm cái gì đây? Dư luôn á chứ. Tính ra là mình dư luôn ấy chứ. Mình dư nhiều đồ luôn là đằng khác ấy chứ. Lần này không có con đu dây mà lần này có cái ông bắt thang. Ok, vậy tao lấy bí ngô đi, có gì lát nữa tao lấy bí ngô. Trời ơi, lần này nó có cho 3 hàng cây à. Hên đó mọi người, nó cho có 3 hàng cây là hên đó. Tại vì đội hình của tôi đâu có cần tới mấy cái cây bông bắn đâu, cho nên không sao. Yêu anh cảm ơn bạn Nguyễn Ân nha, cảm ơn em. Trời ơi, liu liu, thu hộ luôn, thu hộ miếu luôn. Không lấy súng lấy gì bắn. Trời ơi, tôi có cái bông băng thịt nè. Nó cạp tới cái cùi luôn. Sao nãy mình không lấy cái con băng giá ta? Quên. Mình phải lấy cái hộp băng chứ, cái hộp băng nó đâu có sao đâu. Có gì mình làm chậm tôi nói lại, để tránh cái trường hợp là tụi nó đi nhanh quá. Đổi cái này thành cái băng là được nè. Đổi cái đó thành cái băng giá là chuẩn luôn. Chưa, bây giờ chưa cần phải chậu đâu. Bây giờ của tôi nhanh trí là càng thêm tiền càng tốt, càng thêm tiền càng tốt. Giờ là tiền thôi, giờ chỉ là tiền thôi. Trời, thôi sủi luôn đi, có 25 tiền không sao, tôi giàu lắm mọi người. Tôi nghĩ chơi, người chơi hệ tiền bạc mà. Không sao, mình là người chơi hệ tiền. Giờ đến lúc mình xây phòng thủ bên ngoài rồi mọi người. Và vàng phòng thủ của tôi sẽ là vàng cây bông ăn thịt nha. Đấy, như mấy fan thấy đây, làm sao mà thua được.
Mình đặt cái bí ngô vô trong đây được hả? Xịn luôn. Vậy không biết thua thua kiểu nào được nữa luôn á trời. Nghe tiếng cạp giòn tan không mấy fan? Tôi nghe tiếng cạp giòn tan không? Giờ tôi có tiền cái tôi hả bảo vệ cho nó đúng không? Tôi lấy tiền tôi nâng cấp cái lớp ở ngoài, tôi bảo vệ cho mấy cái cây bông của tôi. Lát nữa trên cây bông ăn thịt của tôi, con nào nó cũng có bí ngô thì làm sao thua được nữa. Không hiểu thua kiểu gì luôn á. Giàu má ơi, ta nói nó giàu, giàu như chó. Giàu như chó. Nè, nổ cái về với đất mẹ hết nè. Rồi lấy cái gì nữa là đột nhập, lấy cái gì nữa là đột nhập. Chết mẹ con than. Ủa cạp cái con than chết rồi chứ còn gì nữa. Than gì nữa đây? Than với chúng tôi, than với chúng tôi. Than hậu cái. Than cũng có tuổi á. Tuổi lộn. Than nữa đâu, than nữa đâu. Giờ bảo vệ cho mấy cái này nữa thôi. Nè, ba nhúng nhúng, tao cho mày nhúng, nhúng. Nhúng với chúng tôi. Đây rồi, nó tính đột nhập bằng đường này. Trời ơi. Cái cây bông ăn thịt của tôi cạp nó nữa rồi mọi người. Nó không có cơ hội nó làm một cái gì luôn á. Cạp mày liền. Trời ơi là trời. Trời ơi, ra lẹ xíu đi, nhanh lên đi, lẹ dò lên đi, chậm quá với mấy anh zombie ơi. Mấy anh zombie ra lẹ giùm em xíu nữa đi. Trời ơi là trời, đâu rồi? Mới vừa nãy là mới thấy anh zombie leo thang luôn, anh đâu mất tiêu rồi. Đâu rồi? Cạp tới cái cùi. Cạp mày nè con. Xài nổ đi, kẻo mơ người ta nói mình mang theo cái nổ mà mình không xài. Trời, nó cạp tới bao giờ nó mới cạp vô cái vàng này của tôi mọi người. Trời ơi. Khọp, 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 khọp. Cái tiếng bao măng thịt của tôi nó cạp đó mọi người. Leo thang với chúng tôi nè. Cũng được đó. Đè liền, tôi rất là giàu mấy fan. Trời ơi, cái tiếng của tụi nó ăn cái đó giòn tan quá vậy. Tiếng của mấy con zombie á mọi người, nó ăn cái cây bông ăn thịt của tôi đúng giòn tan luôn á mọi người. Ủa, hai con này tiêu hóa chưa xong hả? Có con nào tiêu hóa xong chưa? Cạp nó đi. Không cạp thì thôi, vậy để tôi mua dư 3.000 mấy, 4.000 tiền. Dư rồi, trời ơi, tiền mà nó dư. Trời ơi, không kịp luôn á hả? So easy. Có khó hơn được xíu nữa không? Chứ đội hình này hả? Chắc tên win hoài luôn á trời. Không thấy một cái khó khăn gì luôn nha. Tôi trồng á, mấy cái chậu của tôi nó tràn nó tới bên ngoài luôn. Tiền mà dư lần 4.000 mấy 5.000. Đường đâu đỡ.
đặt 4 hàng hoa mặt trời từ hàng giữa lại rồi đào một hàng vào đi bà. Cái đó là để làm chi? Nếu mà có cái con nào nó đột nhập, chẳng hạn như con gì nó đột nhập vàng cuối á, tôi bỏ không cái vàng cuối luôn cũng được á. Hello bạn Nông Gan nha, chào fan. Chào bạn Vi Mê Vú, hello bà. Hello bạn Hải Nam, chào bạn Nguyễn Quang, chào fan. Chào bạn Khánh Ngô, hello bà. Hello bạn Phạm. Hello bạn Phạm Diễm Phúc nha, chào fan. Chào bạn Cung Binh, hello em. Hello bạn Thúy Ân nha, chào fan. Chào chị Bích Thi. Thay mặt chị Bích Thi, hello em nha, em Trần Ngân ơi. Hello bạn Ngọc Hà, chào fan. Chào bạn Hắc Hàng Bắc Cực, hello fan. Sao cạp con cụ của zombie vậy anh Hiếu? Giải cứu. Tính ra là mấy cái con băng băng thịt lở nhai đúng giòn luôn mấy má. Rồi chúng ta tiếp tục nha mọi người. Chúng ta tiếp tục với lại cái hành trình trồng cây của bác nông dân nha mọi người ơi. Nhìn là biết không giòn. Đây nó có con nhúng mấy bà ơi. Nó có con thang rồi nó còn có con chạy nhanh nữa. Con nhúng, con thang, con chạy nhanh. Mình không cần cái bông này đâu. Tôi chỉ cần một cái bông này thôi. Cái bông này không cần thiết luôn. Nó không có cho mình xài cái này hả ta? Cái này không xài được tại là ban ngày. Ban ngày không xài cái đó được. Con nhúng là mình cần phải có cái kia. Mình cần phải có su hào là chắc chắn rồi. Ủa cái này làm gì? Cái cây, cái cục cứt này làm gì đây? Cái cục gì nhìn như cục cứt vậy nè? Rồi cái cục này nó làm gì? Cái cục bao nhiêu, cái cục cứt này nó làm gì vậy mấy fan? Cái này để làm gì đây? Lấy hạt cà phê đánh thức con ban đêm. Đánh thức con ban đêm là đánh thức con nào? Anh dùng hạt cà phê là dùng được cây ban đêm đó anh. Là dùng được cây ban đêm hả? Oh. À. Lấy con ban đêm hả? Lấy được con ban đêm vậy tôi lấy cái con đóng băng là mát xịn luôn rồi. Trời ơi. Hay là mình lấy con bom nguyên tử. Thôi, lấy con đóng băng là chùm rồi. Lấy cái con đóng băng là chùm rồi. Lấy con đóng băng là chùm rồi mấy bà. Yo. Ủa mà hạt cà phê này nó có chức năng gì vậy? Nó không có xài hả? À, lấy cái hạt cà phê này thì mình sẽ xài được cái ban đêm thôi. Trời, bây giờ nãy tôi lấy theo cây núm rồi. Trời ơi, tôi lấy theo cây núm là chùm rồi trời. Nãy lấy theo cây núm. Hồi nãy mình lấy hạt cà phê này để mình lấy cây núm 25 đồng. Chứ đừng có lấy cái cục băng này. Mình ngồi chơi hại tiền mà. Nãy lấy cây núm theo là ngon rồi. Ủa, à, là cái này vẫn xài được hả? Đánh thức á hả? Ra là vậy. Tên game mới ngoài game này tên là Blend and Zombie. Phải đánh thức nó mới xài được. Vậy thôi không cần. Tôi chỉ mang nó để mang được cái cục băng thôi. Còn mấy cái khác thì không sao. Tôi không cần, không quan tâm. Tôi giàu lắm mấy ông, yên tâm. Trời ơi, mấy cái nó cho tôi bao nhiêu cái là để tôi xài hết vô cho mấy cây bông của tôi luôn á. Đến lúc rồi, đến lúc mình nuôi cái vàng bông ăn thịt ở ngoài rồi. Nếu mấy ông chơi súng, mấy ông dám để cái súng ngoài này không? Chắc chắn không đúng không? Còn tôi chơi bông ăn thịt, đừng có nói là tôi để đây nha. Tôi để nó hàng này cũng được, tôi để nó hàng này cũng được. Trời ơi, vậy thì còn gì sợ nữa trời. Vậy thì chưa gì hết, có một cái hàng bông ăn thịt từ trên xuống dưới vậy là đi rồi. Hello Nguyễn Việt nha, cảm ơn 75 sao của fan.
Ủa sao tôi đặt lọt cái lỗ này nhìn khó chịu vậy ta? Trời ơi. Zombie ơi, mấy đứa là lẹ lẹ xíu mấy đứa ơi. Mấy đứa là lẹ xíu mấy đứa ơi. Tăng thêm phần kịch tính mấy đứa ơi. Chậm quá, chậm chạp quá. Mấy zombie này chậm quá mấy fan. Cái hàng này là cái hàng là tôi để trừ hao nha, để phòng hờ á. Lỡ như mà mình có gặp tình huống bất trắc á thì mình mới xài tới cái hàng này. Cái hàng này là để set up standby thôi. Còn mình xài là mình xài cái hàng ở bên ngoài. Lát tôi trồng bông, lát nữa tôi trồng bông mặt trời ở đây nữa nè. Rồi 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 rồi. Zombie tới. Cho nó trái bom cái nó đi hết mẹ nó rồi còn gì nữa. Bùm. Chỉ còn cánh trên thôi. Trên đây 2, trên dưới đây 2 đủ luôn. Cho su hào đè nó. Một con. Ok. Vẫn kiểm soát được. Trời ơi, ngủ nữa hả má? Trời ơi, hiểu rồi là phải bỏ vô đây đúng không? Trời ơi, là trời, giống lắm á, giống lắm luôn á. Giống thiệt luôn á trời. Trời ơi. Ủa tôi nói cái hàng này để standby không có trồng bông mà sao mình trồng rồi? Trời ơi mày nghĩ mày trèo thang à? Mà giống mấy đứa trèo thang lắm. Cạp mày còn có cái cùi không đó mày trèo. Tính ra là tới giờ tôi vẫn chưa biết cái con trèo thang nó có công dụng gì luôn á mấy bạn. Tại vì nãy giờ nó có cơ hội nó trèo đâu. Nhà mình nhiều bông ăn thịt lắm cho nên là bông ăn thịt của mình đang lớn mọi người. Nhúng nè mày nhúng với tao nè, mày nhúng chứ chết mẹ chưa? Chết chưa? Nhúng với chúng tôi. Chúng ta có rất nhiều biện pháp để khắc phục nha mọi người. Quan trọng là chúng ta khắc phục kiểu nào thôi. Nhưng nãy giờ tôi lấy cái chậu bông nó làm tăng cờ mọi người. Kumanhe. Dạ từ từ, đây, phải chỗ này nuốt ở đây. Con này cũng rồi, hai con này chưa xong. Giờ để cho Su Hào giải quyết. Ok. Đây rồi. Đợi đi, chỉ có đợi đi thôi. À, nhúng với chúng tôi ha. Su Hào mừng đó đi con.
nhúng nè, nhúng nhúng mè, nhúng mè. À dạ, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt chưa? Chết tiệt chưa? Sao nhanh vậy? Sao nhanh vậy mấy bà? Sao vô nhanh vậy? Sao đột nhập nhanh vậy? Lẹ vậy sao? Lẹ vậy sao? Lẹ vậy sao? Lẹ vậy sao? Tới đây cái cạp. Nhúng hả? Ồ, cái con làm băng đó nó bị nhúng chậm rồi mọi người. Má đợi cây su hào tới, hên quá có cây su hào ra tới kịp. Nhúng nhúng hộ, à còn nhúng nữa hả? Nhúng, tao cho mày nhúng. Không có kiểu nào mà nó vượt qua được cái vàng bông ăn thịt của tôi hết á. Không kiểu nào vượt qua được luôn á, nó thiệt luôn á. Người chơi hại tiền rồi mọi người. Để dành su hào, để dành su hào. Phòng trường hợp con nhúng. Đây đây đây, nó nhúng rồi. Phải cho nó đi chậm lại thôi, phải cho nó đi chậm lại thôi. Phải cho nó đi chậm lại thôi, su hào ơi. Chết mẹ rồi. Ờ hên quá, hên quá, có con đi chậm, có con làm chậm. Quên. Không sao, không sao. Hên là hồi nãy tôi mang cái con băng đó mọi người. Trời ơi, mém xíu thua màn này rồi đó. Hên là nhờ cái con băng ấy chứ. Hên là mình có con băng đó mọi người. Trời ơi, now you can play game together mode. Rồi cái này là gì đây? Trong nước, tưới nước à? Ờ, à, Hiếu quên, hồi nãy giờ Hiếu không có lụm cái tiền bạc này. Trời ơi, giờ ngồi khu vườn trên cây hả mọi người? Trời ơi. À, cái cây này thì chúng ta cần phải tưới nước liên tục nha. À, dành cho mấy bạn nào chưa biết á, thì đây là một trong những cái loại tảo mà... Mua thức ăn cho băng nữa nè. Nó kêu tôi là mua cái này á. Yes. Go back. Rồi phải cho nó ăn. Oh. Một lần ăn như vậy mình được có 150 tiền à. Mà mình mua cái bọc đó là... À vậy mình sẽ lời được. Mình lời được. Mình lời được một phần nửa của cái số tiền đó. Phân bón mọi người, cứt cứt, cái đó là cái bọc cứt, cái bọc phân bón á. Ok. Trời ơi, màn này có rất là nhiều cái con đu dây nha. Trời ơi, không biết xài sớm. Ồ, cho bông ăn thịt nè, hay. Trời ơi, men.
Nó cho tôi tàn bao măng thịt không mấy fan ơi. Trời ơi, men rồi, men rồi. Chỉ cần bao măng thịt thôi, tôi không cần gì luôn á. Đưa bao măng thịt đây. Rồi sao đưa toàn bà bí ngô không vậy trời? Trời ơi, cho bí ngô không rồi thôi chết mẹ tôi rồi. Trời ơi, nó đưa tôi toàn bông ăn thịt không luôn. Xịn luôn. Quá trời cháy nổ luôn mọi người ơi. Trời ơi, mày nghĩ sao mày đưa bông ăn thịt cho tao? Nó mày đưa đúng rồi rồi đó. Nó ăn luôn cái bông ăn thịt tôi rồi. Trời đó cơ. Vẫn thiếu một con. Ui da. Chắc phải xài bom quá. Bom mình rất là nhiều. Cái đội hình này nữa nha mọi người, chính là cái đội hình bông ăn thịt á. Nhìn vậy thôi chứ đội hình bông ăn thịt chỉ còn có tiền thôi là thắng. Nó cạp hết cái bông ăn thịt, cái mình đưa một cái bông ăn thịt khác vô. Tất cả chỉ cần tiền. Money money money. Nhanh gọn. Vậy đi cho lẹ. Trời ơi, nó cướp một cái bông ăn thịt tôi rồi. Nhầm nhò gì lấy hết đi, lấy mấy cái chậu đó đi, không sao hết. Dơm đâu rồi? Dơm có thể nào lẹ xíu nữa không? Chậm chạp quá. Đâu nữa rồi? Khẩn trương lên, khẩn trương lên. Ở đâu? Ở đâu? Không ổn rồi. Không ổn rồi. Ok. Trời ơi, nhiều quá vậy. Rồi có con leo thang nó leo qua đây, cái con này cạp nó liền, leo cái gì nữa. Ôi sao nó ra liên tục vậy ta. Rồi nó cạp giòn tan cái nhà tôi nữa rồi. Cái này thì nó cạp giòn tan cái nhà em Hiếu nữa rồi.
Thôi mình để vàng bông ăn thịt sâu sâu vô trong đi, cho nó thủ nhà. Thôi bơm đừng xài, bơm nổ quan trọng lắm. Tiêu hóa lẹ đi anh hai ơi. Má ơi, nó cướp đi rồi kìa. Nó cướp một cái cây bông ăn thịt đi luôn chứ. Vậy là khó khăn nhất của nó rồi đó hả? Vậy đây có thể là cái đòn tấn công cuối cùng của nó rồi đó mọi người. Trời, nghĩ sao? Nghĩ sao mà nó đưa đội hình bông ăn thịt cho hả? Một người men bông ăn thịt bui. Nó đưa cái đội hình á, bông ăn thịt cho tôi bui mọi người. Trời đất ơi. Hello bạn Thanh Trúc nha, hello bà, hello bạn Nhi Võ, chào em, chào bạn Sang Ni Võ, hello fan, hello bạn Nguyễn Thị Thu Thúy, hello bà, chào bạn Nguyễn Phong, chào em, chào bạn Trúc Linh, hello bạn Nguyễn Tàn, chào fan. Chào bạn Bảo Hân, hello em, hello bạn Phan Thị Ngọc Như, chào fan, chào bạn Nguyễn Trọng, hello em zombie có bán thuốc hồi tinh không anh? Vô mày hỏi nó cho nó cạp mày. Hello con Yến Nhi nha, hello bà tuyệt. Nhìn là biết không giòn, sao lại thắng rồi hiểu không hiểu luôn. Easy game luôn, đội hình bông ăn thịt của tôi quá cháy luôn. Hỏi chơi full đội hình súng đi Hiếu. Hiếu không biết bui đội hình súng. Ủa rồi cái con tỏi này nó làm gì đây mọi người? Cái con tỏi này sao nhìn nó giống như tỏi sida vậy? Cái tỏi này nè. Rồi cái tỏi này nó có chức năng gì đây mọi người? Hello bạn Huỳnh Thị Hồng Nhân nha, Hồng Nhiên nha, hello fan. Hello Hương Giang, chào bạn Trần Thảo, chào Võ Thành Quý, hello em, hello bạn Thành Đạt, chào fan, chào bạn Nguyễn Đoàn Xuân Minh, hello em, hello bạn Minh Đăng, chào fan Thách Anh Yếu Phá Đảo phần 2. Phần 1 chơi chưa xong nữa nè. Zombie ăn vô là đi ra chỗ khác, à ăn vô cái cút luôn hả? Ăn vô cái nó đổi hướng. Ủa nó đổi hướng là sao? Đổi hướng nó đi ngược lại hả? Vậy nó có cắn đồng minh kia không? À thúi quá nó né ra hả? Trời ơi, hảo né ra. Hảo thúi quá nữa. Trời ơi, có con xe bóng nè, cái con này cạp được đúng không? Mày sao mày trở tay nổi cái đội hình này của tao được? Nếu mà mình không mang bơm nhỏ, mình không mang bơm nhỏ thì mình phải xài bằng su hào. Mà xài bằng su hào thì nó không thể nào mà cooldown nhanh như vậy được. Mình cần phải bôi bông ăn thịt khá sớm. Bôi bông ăn thịt khá sớm thì không sao. À mình làm củ tỏi. Củ tỏi là coi như là cái bơm đổ chậm rồi đó. Nó tấn công từ xa không cạp được hả? Rồi tôi đi. Đi, để tôi coi thử đã, từ từ coi thử nó sao đã. Giờ tôi xài thử cái con tỏi trước đã, coi cái con tỏi nó có chức năng gì. Thúi nè, nó có mùi thúi nè. Ôi mà cái con tỏi nó hồi nhanh mọi người. Ôi trời ơi là trời. Hảo đổi hướng. Thôi đổi vậy chết mẹ rồi, đổi gì nữa. Đi. Đợi đi. Hảo tỏi luôn. Tỏi chơi đá.
Vậy nè, nếu mà mình đổi lại cái này, mình sử dụng hàng lửa, mình dùng lửa mình sẽ giết được cái con kia, đúng không? Cái con mà xài xe từ xa á. Một là mình xài con lửa, hai là mình xài cái bom nguyên tử. Bom nguyên tử đó mình cũng giết nó được. Tính ra là mình xài cái hàng nào cũng được á. Mẹ con tỏi này sủi nó đi. Xàm. Tỏi không giòn. Tỏi này không giòn. Má ơi, đã vậy trận này Hiếu cũng không có lấy cái bí ngô để bảo vệ mấy cái cây bao măng thịt của tôi nữa. Má, nó tên này sao tỷ lệ nó đi cao quá mấy fan ơi. Cái tên này tỷ lệ nó đi tới 90% lận á. Ủa vậy nếu như mà tôi chơi hết nguyên một hàng tỏi luôn thì sao mấy fan? Ủa vậy tụi nó cứ chuyển qua chuyển lại, chuyển tới chuyển lui chuyển hoài vậy luôn hả? Đúng không? Ủa nếu mà Hiếu chơi một hàng tỏi luôn thì sao? Có chuyện gì xảy ra? À! Là câu thời gian. Hiểu. Hiểu rồi. À, còn cái con này nó chỉ gây sát thương từ đó thôi đúng không? Không sao, không sao, tôi lo được. Ủa? Cạp tới không? Không cạp tới hả? Không cạp tới. Ôi, vẫn win nha, vẫn win nha mọi người ơi, vẫn win nha. Con đó nó không có giá trị vậy đó, tôi tưởng là nó ủi xe vô chứ. Ai về vậy thì không sao. Vậy thì nó còn non lắm. Vậy thì nó cũng có tuổi mà là hả tuổi. Ủa vậy vẫn win rồi mấy bà. Win dễ luôn ấy chứ. Tưởng khó chứ win dễ luôn là đằng khác. Bây giờ tôi chỉ cần set up cái dàn giữa này thôi. Mình dồn cho nó hết về trong cái dàn giữa này, cái mình xài bao măng thịt. Mình thắng nó bằng tiền. Chỉ xài đúng một hàng bao măng thịt ở đó thôi. Mình thắng bằng tiền thôi mọi người. Đây nè, tôi chỉ cho mấy ông cái này nha. Mấy ông nhìn nè, nó đi vô cái đây đúng không? Mình đặt cái con su hào ra, nó đè cái ba con. Đây là cái tác dụng của cái việc mà mình đỡ mình bỏ tỏi làm trước á. Hay không? Hay không? Hay không? Hay không? Hay không? Magical, magical. Trời ơi. Tôi không biết cái ông đó ông bắn tới bao giờ luôn á mọi người. Nhìn tục thiệt chứ. Trời ơi, ghê chứ, diệu kê. Đúng là diệu kê mà, diệu kê. Diệu kê, đúng là diệu kê. Mình sẽ xây cái dàn tỏi ra xa hơn nữa. Xây dàn tỏi ra xa hơn nữa. Ôi, nó vô kìa, Xu Hào ơi. Ủa, vậy nếu ở gần nó vẫn cạp được nha, ai nói cạp không được. Ai nói cái con xe cạp không được. Vẫn cạp được. Tốn thời gian, tốn thời gian, nó đi theo thời gian nữa nè, nó đi ra đây nữa nè. Ủa, vậy cho nó đi hoài đó mọi người. Ủa nè.
Ồ vậy nó cứ đi, à nó giật, nó đi xuyên được, nó đi xuyên được. À. Nó đi xuyên được, nó đi xuyên được. À, ra là vậy, ra là vậy. Vậy mình chỉ cần đại chiến nó bằng một cổng thôi là mình thắng rồi, chứ còn gì nữa mà chơi. Ơ à, dám trộm của tao hả mày? Con ơi, đè đè có hai con hả? Không sao, không sao. Vậy mình chơi một vàng tỏi thôi. Mình dồn cho nó xuống dưới đây hết. Trời. À nếu em bị chặn cơ mình rồi đó, thấy chưa? Mình cơ mình cho cố vô. Win nha mọi người. Mình win với một chỉ số áp đảo luôn á, chứ không phải là mình win phải chật vật đâu nha. Mình win với một chỉ số áp đảo và chơi không cần phải suy nghĩ nhiều luôn. Mình chơi không cần phải suy nghĩ nhiều nha mọi người. Vậy là giờ tôi hiểu rồi. Giờ mình đặt hết một vàng tỏi trên đầu, xong sau đó mình dòm nó xuống hàng cuối cùng, mình lấy xu hào mình đè nó. Mình lấy xu hào mình đè nó là mình win. Trời ơi là trời, diệu kế, diệu kế. Đúng là diệu kế. Đúng là diệu kế mọi người. Game tên gì vậy nhỉ? Game này tên là Plan and Zombie nha. Hello bạn Hải Đăng, chào bạn Mai Quốc Đại, hello em. Hello bạn Thùy Trang, chào bạn Bảo Ngọc, chào fan, chào bạn em yêu của Mahito, hello bà. Hello bạn Duyên Sơn, chào bạn Quốc Hùng, chào fan, chào bạn Hoàng Tiến Đạt, hello em. Hello bạn Huỳnh Mau Cu nha, chào fan, không suy nghĩ nhiều, thiệt mà bà. Hello bà Danh Lý, chào fan chơi phần 2 đi Hiếu, mà phải vượt qua phần 1 trước đã chứ. Hello bạn hội thầy ông nha, chào fan, hội thầy ông nội đúng không? Diệu kế nha mọi người, đúng là diệu kế, diệu kế. Tỏi này được á, xin lỗi, nãy chê tỏi quá. Ủa vậy còn cái này? Umbrella lép nè. Cây dù hả? Cải cây dù mọi người. Ủa ông khoan đã, mày bị cơm bệnh sao tao đọc được bình luận của mày vậy con Hằng ơi? Má mày chắc tao búa mày quá. Con Hằng nó kêu loạt á, nó bị chặn cơm bệnh rồi, vậy sao tao đọc được? Hello bạn Trần Thiện, cảm ơn 75 sao của fan. Còn cái cây này làm gì đây mọi người? Cái đó là đồ bảo vệ khỏi đạn với mấy cái con đu dây á. Bảo vệ khỏi đạn với mấy con đu dây hả? À ơi, à, cái này tôi muốn hỏi mọi người cái này nè. Nếu mà Hiếu xài cái quạt á, vậy mấy cái con đu dây, mấy con đu dây nó có bị thổi bay không? Tụi nó đu xuống cái tôi lấy quạt cái tôi thổi cái tụi nó đi luôn. Nghe hợp lý không? Nghe có diệu kế không mọi người? Mọi người nghe có thấy diệu kế không? À nó bay không được hả? Nó không bay hả? À không bay thôi. Bay thôi, ai biết đâu vừa nãy. Xui gũi. Nếu mà dùng tôi dùng trái ớt á thì tôi có thể tiết kiệm được một slot nữa. Đây nè, vậy tôi mang cái này đi. Mang tỏi. Mang su hào. Mang bông cạp. Mang ớt. Mang sunflower này. Là đội hình này là chùm rồi. Đội hình này là bất bại luôn rồi đó. Đội hình này là chùm luôn. Hứa luôn. Cái đội hình này là chùm luôn. Hồi nãy tôi tính bui đội hình về đây nè, mà tôi suy nghĩ sao tôi không bui. Người chơi hệ tài phiệt. Rồi lấy gì bắn bà? Tôi không có chơi bắn. Tôi không có bắn nha, trời ơi. Bắn vào trong hay bắn vào đâu? Không có bắn. Không có bắn. Không biết nữa. Không. Không có nhớ. Người chơi hệ trồng trọt. Người chơi hệ trồng trọt. Cần cù thì bù khô.
cho nó chạy xuống dưới đây đúng không? Rồi nó đi qua, nó vẫn đi qua được. Được đó bà, được đó bà ơi. Vậy là mình sẽ câu thời gian nó thôi à. Ôi chết. Chết tiệt. Mình bị lủng ở đây mà nãy giờ mình không thấy. Ok. Mình vẫn cứu chữa được, mình vẫn cứu chữa sai lầm đó được. Vậy là thắng rồi đó. Mình tới vậy là thắng rồi. Tới vậy là tôi biết kiểu nào chắc chắn mình cũng thắng rồi. Rồi, bây giờ tôi chỉ cần vàng đầu. Vàng đầu là cái đó nữa thôi là thắng rồi đó. Vàng đầu là tỏi. Mình cần vàng đầu của nó là tỏi, chừa lại một hàng ở giữa thôi là thắng. Hai vàng bao măng thịt, vàng đầu là tỏi là win rồi. Ok. Vậy là diệu kế rồi, vậy là diệu kế rồi. Không mà hơn nó là cái chậu nó hồi nhanh đó mọi người. Trời ơi. Leo thang với chúng tôi, leo thang với chúng tôi. Rồi nó chơm cái cây đó rồi. Thôi không sao, tao giàu lắm. Mày lấy như mày cứ lấy đi, thoải mái. Lấy thì tao đặt lại thôi, không có gì hết. Mình người chơi hệ tiền mà mọi người. Mình có thể thắng bằng tiền hoặc mình có thể thắng bằng rất nhiều tiền. Wow.
dòm nó lại một ngõ thôi. Ê chết mẹ chứ, mình vừa mới xài trái nổ luôn, mình vừa mới xài củ su su luôn. Mình còn trái lửa, mình còn trái lửa, không sao, mình vẫn còn trái lửa, mình rất nhiều vũ khí, không sao. Đốt lửa hàng này đi. Đốt lửa hàng nào ta? Từ từ để tụi nó tụ để coi coi tụi nó tụ lại cái hàng nào đó. Đây rồi. Đẻ. Trời ơi mình làm, trời ơi mình làm chậm quá, mém xíu diệu kế rồi. Mém xíu là diệu kế, mém một xíu là diệu kế. Trời ơi, tiền nhiều quá, tiền nhiều quá. Đốt bớt đi, đốt bớt đi, đốt bớt tiền nữa chứ, tiền nhiều quá mấy fan ơi. Tiền quá nhiều. À, chính là mấy cái trái tỏi này nó rất phù hợp với cái đội hình của tôi luôn đó nha. Mấy cái trái tỏi này là siêu phù hợp luôn á. cái ông leo thang ông đi đâu vậy trời ơi. Giờ sắp tới lúc tiền bạc không là vấn đề rồi, sắp tới lúc tiền bạc không là vấn đề rồi. Ôi nó cạp củ tỏi kìa mọi người, củ tỏi khóc luôn kìa. Nó cạp củ tỏi chảy nước mắt luôn rồi kìa mọi người. Giải cứu củ tỏi, giải cứu củ tỏi. Quỷ kia nó lại chơm cái cây bông của tôi nữa rồi. Đù. Đây là cái lần đầu tiên mà tôi lủng tới tận ở bên trong này luôn á. Lủng cái gì mà ghê dữ vậy. Giờ dụ nó về một cửa giữa thôi. Cái bông mặt cười thì màu trắng. Cái bông mặt cười màu trắng này là cái gì đây trời? Hello bạn Linh Mai, chào fan cây ăn thịt cute quá. Cây tỏi mới dễ thương. Hello bạn Như Phượng, chào fan, chào bạn Trần Phương, hello bà. Ủa Thanh Diệu bồ hiếu hả? Thanh Diệu là ai?
Hiếu làm gì có bộ. Hello bạn Yến Yến, chào fan, chào bạn Thái Thiện Hiếu nha. Hello bà. Hello bạn Ngọc Tia, chào fan, chào bạn Duyên Xuân, hello bạn Thu Trang, hello fan. Hello bạn Nguyễn Quang, chào bạn Thanh Vi, hello bà nhìn như con cặc. Mày nặng lời quá, cục cứt xinh xắn ơi. Hello bạn Scoot, hello bạn Scoot đơn cô nha. Chào em, chào bạn Như Ba, chào fan game này tải sao vậy Hiếu? À, game này anh mua trên stream á 28.000 em. Chơi game khác đi anh. Ừ có dịp anh chơi. Hello bạn Game Minh Mai nha, chào fan, chào bạn Nguyễn Quang Định, hello em. Hello bạn Nguyễn Hiên, hello bà. Hello bạn Mỹ Ngọc Lion, chào fan nó đẻ ra xu anh. Cái xu nào ta? À, xu để mình mua đồ á, xu tiền mà mình giết mấy zombie á. Thôi, vậy thì không cần đâu. Trời ơi, cái con này tôi cạp cái chết rồi còn gì nữa. Cái con này bông băng thịnh nó cạp được nè đúng không? Cạp cái đi luôn, còn cạp không được á thì thôi miên. Trời ơi, mình thôi miên cái con chùm này lại cho nó trở thành cái con khác nữa. Trời ơi, diệu kê, diệu kê, đúng là diệu kê. Ủa nó không cạp được hả? Con nó mạnh xỉu, con nó cạp không được hả? Anh lấy cái ngôi sao để anh nó không cạp được hả? Không ăn được, con này không được nhé. Ủa con này không cho cạp rồi, vậy mình giết nó bằng gì? Vậy lấy su hào đè nó mọi người. Su hào đè đè, đè nó chết không? Không cạp được hả? Dồn đam nó là được, dồn đam nó là được hả? À vậy tôi lấy trái ớt, cái tôi lấy bơm. Dạ trời ơi, vậy dễ mà. Nếu mà mình không giết nó được bằng cái cạp đúng không? Tôi giết nó bằng cách khác, mà ông cứ yên tâm. Đây nè, tôi không giết nó bằng cái đó thì tôi giết nó bằng bơm. Tôi lấy 3 trái bơm một lần, tôi coi thử coi hả, nó chịu tôi nổi không? Dẹo kế, dẹo kế, dẹo kế. Dẹo kế, dẹo kế. Mình có 3 trái bơm lần thử coi nó chết không. Không sao, mấy fan cứ yên tâm, mấy fan cứ yên tâm, diệu kế. Để coi thử coi tôi có thua không mấy fan. Hiếu chưa gặp cái con đó bao giờ mà cho nên là tôi cũng không biết cái con đó nó sẽ như thế nào hết. Nên hơi khó. Nhưng mà tôi mang rất là nhiều bơm nha. Tôi mang theo trái ớt nè, tôi mang theo hả bơm nổ nè, bơm cherry, rồi mang theo bơm nguyên tử nữa. Lẽ nó không chết. Tôi đẩy 3 trái bơm vô lần lẽ không chết. Ván này mà thắng, ván này thắng anh cho em 500. Tao đọc tao tưởng là ván này mà anh thắng em cho anh 500, tao ráng tao đọc. Mày mày ác với tao vừa thôi mày ơi, mày biết thiệt luôn á. Cảm ơn em nha em. Hảo content. Ờ còn su hào nữa chi, tôi lấy su hào tôi đè nó cái là đẹp rồi. Tôi đè cái lòi nụ nó luôn chứ ở đâu á. Ủa đè không nổi nha mọi người, bự quá đè không được hả? Rồi biết. Đè không được thì thôi, có gì đâu buồn. Lát nữa tôi thả anh su hào ra cho anh su hào đè thử rồi đè nổi không. Rồi xong.
Vậy là bây giờ mình vô lo rồi đó. Vô lo vô nghĩ rồi đó. Giờ mình chơi bằng tiền thôi. Giờ mình chỉ còn chơi bằng tiền thôi. Mình có nguyên một cái vàng bao măng thịt đầu tiên luôn rồi. Giàu nhất cái xóm này luôn rồi. Giàu nhất luôn rồi. Giàu nhất cái bình chánh này luôn rồi. Trời ơi, giờ ngồi lụm tiền thôi. Trời ơi, giờ ngồi lụm tiền thôi. Không, chắc tôi chơi 4 cái vàng bông này thôi là được rồi đó. 4 cái vàng bông này là quá xịn rồi đó. Nói chơi 4 vàng bông thôi mà sao giờ thành chơi 5 vàng luôn rồi. Đây 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 đây, tới lúc mình giết boss, tới lúc mình giết boss. Tới lúc mình giết mấy cái con bự bự đó, mày ra đây hết đi, mày ra đây hết cho tao. Ra đây hết cho tao. Ở đây đúng không? Đi, đợi đi, chỉ có đợi đi thôi. Ôi, con su con chơi. Ô nó ra rồi mọi người ơi, nó ra rồi mọi người ơi. Tôi chơi hả bơm lửa chứ. Một cái bơm lửa. Trời ơi, nó còn ném cái con đó nữa hả? Mày hả mày? Ôi tuổi hả? Tôi lọc. Không đặt cái chậu vô đó được nữa. Ok. Ok, ok, cũng được đó. Trời ơi, anh Hiếu ơi, cái con boss đó nó hả? Nó mạnh lắm. Anh đè nó không được, đập đè tôi nổ. Đi, chỉ có đợi đi thôi. Trời, mấy con zombie này nó ra chậm tới mức mà cây bông của tôi nó không cạp kịp luôn á. Nó không có mục tiêu để nó cạp luôn á mọi người. Tội nghiệp mấy cây bông hướng dương của tôi. Tội nghiệp mấy cây bông ăn thịt của tôi quá à. Thiếu mục đích á, thiếu nghị lực sống á mọi người. Trời ơi, giàu có vậy sao, giàu có vậy sao. Trời ơi, mấy ông coi hả, giờ hả, tôi bui bông ăn thịt mà tôi bui bông ăn thịt nó lên vàng đầu luôn á. Là mấy ông hiểu là người giàu có là người ta chơi sao rồi đó. Trời ơi. À, cái con bự kia cạp, ôi. Cái con bự kia tôi cạp quá trời luôn mấy bên. Chết mẹ vô cái con bự đó, Hiếu phản ứng không có kịp. Chết mẹ mất cái bom nguyên tử rồi mọi người. Trời ơi, bom này không giết nó nổi. Hay quá ấy, cái con này vô tới đây hồi nào vậy mày? Trời ơi, cũng được á, cũng làm rối xíu á, cũng làm hả, tôi rối được miếng á, cũng được. Được. Không biết thua là gì,
không biết thua là gì luôn. Không biết thua là gì luôn. Hiếu là biểu tượng cho câu người thông minh luôn có lối đi riêng, hảo hán. Hello bạn Giáp Bi nha, hello bà. Chào bạn Nhật Bia ôm này nha, hello fan. Hello bạn Phạm Ngọc nha, chào em, chào bạn Võ Thành Quý, hello fan. Hello bạn Duyên Sơn, chào bạn Duy Phong, hello bà. Hello bạn Phan Thị Ngọc Như, chào bạn Phạm Khải nha, chào fan, chào bạn Cẩm Bình, hello em. Hello bạn Trú Đạp, hello bạn Trúc Đào nha, chào fan, chào bạn Gamma. Hello bạn Gaming Ma, hello bà. Gaming Ma, mặt anh Hiếu như quần què. Sao mày nặng lời với tao như vậy con công riêng ơi. Chào bạn Kim Miến, chào bạn Trần Quốc, chào fan, chào bạn Duy Phong, hello em. Hello bạn Hoàng Định nha, Hoàng Định, sorry fan. Hello bạn Hoàng Định nha, cảm ơn em. Cảm ơn 30 sao fan. Hello bạn Khánh Duy, hello bà, chào bạn Như Bùi nha. Chà cái tên nghe ác à, Như Bùi. Đời này chúng ta sẽ phá đảo luôn nha mọi người ơi. Chúng ta phá đảo phần 1 nha, để mốt chúng ta chơi phần 2 nha chúng ta ơi. Có Hiếu có xe là Hiếu sẽ chết. Chết. Em ơi, cái cây cái bầm của anh nó cạp luôn cái thằng chạy xe ấy, em. Chưa thấy hả? Lát nữa anh cho coi. Anh người chơi hệ bông mà em. Bông băng thịt. Mỗi người sẽ mỗi cách chơi mọi người sẽ mỗi cách chơi, còn tôi chơi là không có súng. À đúng rồi đó, cái con đó nó hỏi đúng á, con zombie mà một mắt to một mắt nhỏ là sao vậy mọi người? Nó còn không có tóc nữa nè em. À có tóc nha, mà tóc nó hơi lẩm chẩm xíu. Hello bạn Đặng Ngọc Thái, chào fan, chào bạn Trương Đan, hello bà, hello bạn Trung Đoàn nha, chào fan. Map này anh Hiếu không thắng nổi với mấy con combo này đâu. Map này hả? À, nãy giờ anh chơi vẫn đang diễn ra như bình thường luôn em. Không có gì gọi là khó khăn luôn á. Nãy giờ anh không gặp bất kỳ một cái trở ngại nào luôn á. Ủa? Trời ơi, tôi bị lé hay gì vậy trời. Nó đi ở dưới mà tôi đặt cái con su hào ở đây. Má diễn hài thiệt chứ. Tai nạn, tại tai nạn của mình mà làm mình bị mất hết 150 tiền mọi người. Rồi, vô khuôn rồi. Giờ ngồi không ăn bát vàng thôi. Giờ chỉ cần ngồi không ăn bát vàng thôi. Đợi tiền nó ra xài thôi mọi người. Không sao đâu, nếu như mà có ra boss á mình cũng bán từ từ cái hàng bông đó, mình cũng xài mấy cái kia được. Ủa tiêu hóa xong chưa con, tiêu hóa xong chưa con? Đúng rồi, phải lẹ vậy chứ, góp gãn vô. Trời ơi má, cái vàng bông ăn thịt này của tôi biết làm việc quá ha. Vàng bông ăn thịt đó hơi biết làm việc luôn á. Rồi tiền nhiều rồi mọi người, như đây là xài không hết rồi. Giờ mình bui dần dần mình bui cái vàng bông ăn thịt đi ra ngoài lên cao một xíu nữa. À cái ông đó nói mới đúng á, sao tự nhiên như không, mình trồng cây trên nóc nhà vậy mọi người. Ông nó hỏi câu hay á.
Ai trả lời vậy mà ổng ơi, chứ tôi cũng biết đường đâu tôi đỡ luôn. Sao mình trồng cây dưới nóc nhà vậy mọi người? Mình có thể trồng ở dưới đất mà mọi người. Má ơi, cái cherry xa quá, thiếu xài không có kịp. Thôi cái này dễ mà, không cần tới cherry luôn á. Ừ, cái này dễ, cái này không cần cherry. Trời ơi là trời. Trời ơi, cái nhà của tôi nó có trái quá không vậy mấy fan? Một, hai, ba, ba con này sẵn sàng cạp luôn nè. Có vàng ở trên là chưa sẵn sàng thôi. Nó bán luôn, giàu lắm, tôi giàu lắm. Tôi chơi bằng tiền mà. Tôi chơi bằng tiền hoặc là tôi chơi bằng rất nhiều tiền. Tiêu hóa xong chưa, tiêu hóa xong chưa? Sao tiêu hóa chậm vậy trời? Su hào mừng việc ơi. Vậy bán luôn su hào đi cho rồi. Cạp đó, mày hả mày. Trời, nó ăn cắp cây bông 50 tiền. Thành công rồi đó. Mày làm vậy là mày thành công rồi đó. Làm vậy là mang chiến thắng về cho zombie rồi đó. Ôi, mình mà mua súng á, mình mà bị nó chơm cái cây súng ở đằng sau vậy chắc tức lắm luôn ha mọi người. Trời ơi, trời ơi là trời. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, chắc không có ai chơi cái này mà chơi bông như tôi vậy đâu ha. Nè, quay đèn với tao nè, quay đèn nè, quay đèn. Quay đèn với chúng tôi cạp cái tới cái cùi luôn. Lái xe với tao, lái xe với tao. Còn gì khó hơn không, còn gì khó hơn. Trời, lấy lẹ đi cho luôn á. Trời, năn nỉ lấy giùm luôn á. Lấy bớt đi chứ nhiều tiền quá không có chỗ xài. Trời ơi, vậy thì thứ nào đó đỡ nổi. Xong, vậy là đi bày zombie rồi. Đèn với chúng tôi ha. Đèn với chúng tôi ha. Để dành bom nguyên tử nha. Giàu quá xài tiền vậy kỳ vậy Hiếu. Ừ.
Thiệt tình nó giàu quá rồi mấy fan. Chầm ra. Đây con chầm ở dưới. Mấy ông thấy tôi thắng mà tiền của tôi hả, nó còn tới 3.000 mấy 4.000 tiền, dán nào cũng 3.000 mấy 4.000 tiền hết trơn, không có chật vật một xíu nào hết nha mọi người. Tính ra là nó không có chật vật một tẹo nào luôn á. Mình chơi là đúng chất là chơi bằng tiền luôn á, đúng chất là chơi bằng tiền luôn á mấy bà, tiền bạc. Rồi xong tới ban đêm, ban đêm, ban đêm mình không có chơi cái bông kia được. Trời ơi, nó bắt ổng luôn rồi. Hảo vậy? Người hướng dẫn của tôi bị bắt luôn rồi mọi người. Ôi nha, cái gì đây? À, con boss này là auto hả? Trời ơi. Ồ, bó này auto luôn, dễ luôn rồi. Trời ơi, không có gì khó khăn. Không có gì khó khăn. Ôi, vàng dưới mình chưa có súng. Ở trên mình cũng chưa có súng nữa. Ủa cái cục này là cái cục gì á? Có măng đúng không? Măng làm nổ, hay quá. Trời ơi, tôi thông minh ghê luôn á mọi người. Giải cứu hết ba lên. Trời ơi, vàng giữa nó trội vừa hấu tới cái cùi luôn á, rồi con nào sống nổi. Nó tính thảy cái gì ra nữa vậy? Ui da, ai da, chết rồi, chết rồi. Đây là lúc mình bắn nó đó hả? Ôi, không có chơi lửa nó được nữa chứ. Bắn nó đi, bắn nó đi tụi con, bắn nó đi. Trời ơi, trời ơi, không làm chậm được nó luôn. Nó lấy mấy cái bông của tôi đi rồi.
Đóng băng mày nè con. Đóng băng mày nè con. Đóng băng mày nè con. Thôi để dành lại một cái băng mọi người. Lỡ như kế tiếp nó xài băng thì sao? Hên quá. Trời, đốt được nó nè. Đốt được nó nè. Hay. Hay lắm. What? What the fuck? Are you going here, bro? Tại nó lộn nữa chứ, lộn bên. What the fuck, nó thảy nguyên cái xe vô luôn mọi người. Thằng này có tịch quá không vậy? Rồi. Ôi má ơi, cái con quỷ chùm khó chịu thiệt luôn á. Nó sắp chết rồi, nó sắp chết rồi mọi người. Win chưa, win chưa? Nó thảy cái xe đúng không? Rồi nó chơi chơm luôn chứ. Má ơi, nó chơm chậu nữa rồi, nó chơm nữa rồi. Má, cái con này khỏe lắm nè. Con này nè, nó đúng khỏe luôn á. Ây da. Hai lần đốt lửa là nó chết rồi hả? Nice, quyết rồi. Ok, thắng rồi nha mọi người. Vậy là phá đảo rồi đúng không? Vậy là phá đảo chưa? Xong chưa? Quyến ơi. Trời ơi. Ok. Chúng ta thắng hoàn toàn bằng mấy cái qua màn kia là hoàn toàn không xài súng nha. Không xài súng nha mọi người. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Còn phần 2 thì Hiếu không biết. Phần 2 nếu mà chơi có bông ăn thịt thì mình bui bông ăn thịt tiếp.